Và sau cái quãng thời gian rất là khó khăn xảy ra trong giai đoạn biệt thực thì thầy đã vượt qua đại lục châu Phi, băng hẳn xuống cái thành phố nơi có cái bệnh viện của cái bác sĩ người ông hôm qua Spencer gì đó, ông ấy có cái bệnh viện ở đó. Thầy có thầy đi xuất từ phía này kia có một thành phố tên là Lambarede. Và sau đây là tôi sẽ nói về những cái câu chuyện, những sự kiện xảy ra với đối với thầy Osawa tại thành phố này. Thì để tìm hiểu cái ý nghĩa thực sự của y học là gì thì thầy Osawa đã tự mình trải qua tất cả rất nhiều những căn bệnh để có thể hiểu được cái căn nguyên và cái ý nghĩa thực sự của y học. Thì hôm trước hôm qua tôi cũng đã giới thiệu cho mọi người một bức thư mà thầy gửi cho một cái người đồng nghiệp ở bên ở Nhật Bản. Thì lúc đó cái người đó là một người nữ giới, cho nên thầy đã dùng những cái từ ngữ rất là lịch sự trong tiếng Nhật, nó dùng là desmas, thì đó là cách nói rất là kiểu vâng dạ trong tiếng Việt của mình ấy. Nhưng lần này là một cái bức thư mà thầy viết dành cho những đệ tử của ông tại Nhật Bản, nên ông dùng một cách nói cũng là thân thuộc hơn. Thì đến cái khi đến thành phố này thì thầy đã cũng giống như lần trước, thầy đã tự bắt mình phải ăn những cái món đồ mà của chính cái địa phương đó nó sản xuất ra, tức là bình thường thì thường hay ăn những con đồ Nhật, những đồ rất là thân thuộc với cơ thể của mình. Tuy nhiên thầy đến đây thì cũng bắt mình phải ăn cả những cái đồ mà những người bác sĩ hiện đang làm ở bệnh viện này hàng ngày đã ăn. Và những thức ăn chủ yếu trong giai đoạn này của thầy thì cũng chỉ là một chút cơm trắng và salad, và rau salad. Nhưng mà đối với những người ở châu Âu thì cái bệnh viện này là ở nó gần với lại Pháp, ở cái vùng khá là cao ở châu Âu, cho nên là cái thức ăn của những người ở dân vùng này thì hầu hết là loanh quanh là thịt và đường, hoặc ăn một tháng khoảng 1 đến 2 cân đường. Và để hòa nhập cùng với cuộc sống của người dân ở đây, thầy cũng đã bắt mình phải ăn tất cả những cái đồ đó, ăn cả thịt, ăn cả rau, rồi ăn cả rất nhiều hoa quả, cũng như là thầy dùng cả sữa. Sữa ở đây không phải là sữa mà sữa tươi trên dạng nước, mà là dạng bột. Riêng đường thì thầy lại không hề dùng chút nào. Riêng thầy Lima thì luôn vẫn giữ lại tất cả những quy tắc của mình, cho dù ở đâu thầy cũng không ăn thịt, cũng không ăn đường, là luôn luôn cố gắng hết sức để không bị vi phạm về những quy tắc được nhận ra. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng thì thầy Osawa lại gặp phải rất nhiều điều là không tốt. Ví dụ như thầy, đầu tiên là thầy bị mỏi vai này, sau đó là bị đau mắt, đau mồm, đau miệng, rồi thì dần dần đến tới là bị bệnh tiểu đường, xong rồi là bị cả viêm thận.
当然体は酸性になっていますからアフリカの虫にいっぱい刺されますか không chỉ có bệnh mà chỉ còn bị một số cái bệnh rất là khó chịu như là tiêu chảy hoặc là rồi bị rất nhiều những con côn trùng như là kiến hay là con bọ chét hay là con ong vân vân bị đốt rất nhiều. Vì thế mà khắp người mình mẩy tay chân thầy đều là rất nhiều những cái vết côn trùng cắn sưng tấy lên và cuối cùng là thầy đi đến bị căn bệnh nữa đó là bị nước tiểu ra máu. Nhưng nhìn sang thầy Lima thì lại thấy hoàn toàn không bị một cái bệnh gì cả, thầy lại cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Sau đó thì thầy lại di chuyển thêm ra một khoảng cách nữa, tức là cách cái chỗ mà hiện thầy đến là thầy sau khi đi đến cái nơi mà vốn trước đây khi thầy ông Subhaja là ông mở một cái bệnh viện trước đó thì ông giờ thầy Subhaja di chuyển đến cái vùng đó. Thì vì là cái danh tiếng của thầy Osawa cũng đã nổi rất là rộng rồi cho nên những nơi mà thầy đi đến đâu thường là những nơi có rất nhiều bệnh nhân, rất nhiều người bị ốm, bị bệnh và ngay cả cái chỗ mà thầy vừa chuyển đến mới đây nữa, nơi là bệnh viện của ông Supervisor đó thì cũng rất nhiều bệnh nhân, họ hàng ngày họ đến rất nhiều bên bên cạnh thầy Osawa để nghe thầy hướng dẫn, thầy chỉ cho cách trị liệu, cách trị bệnh tật. Mục đích lần này đến cái địa phương này của thầy Osawa là muốn truyền đạt lại cái phương pháp thực dưỡng này cho ông Subhaja đó. Còn bản thân mình thì ẩn đằng sau, mình không ra mặt. Ông muốn sử dụng cái danh tiếng rất là nổi của ông Subhaja đó để mở rộng phổ biến cái phương pháp thực dưỡng ra cho thế giới. Làm cho ông Subhaja có thể hiểu được những cái phương pháp của bản thân mình thì thầy đã quyết định viết một cuốn sách. Mặc dù là bắt đầu bị những cái bệnh tật này rồi nhưng thầy vẫn bắt đầu quyết định viết một cuốn sách. Câu chuyện và những cái lời viết của thầy đã trở viết thành một cuốn sách có tên gọi là Triết học của y học Đông Dương. Bên dòng bên trên là Triết học y học Đông Dương. Như bác Trung có nói đó là cái tên gọi mà theo quyển sách rất là Việt Nam là Triết lý y học phương Đông, Viễn Đông. Và có dòng bên dưới đó là quyển về phán đoán. Là quyển này là liên về chuyên về phán đoán. Pháp và nó được xuất bản bằng tiếng Pháp. Cái trong đó thì cái chương thứ 7 của quyển sách này sau này đã được tách riêng ra và viết thành cái cuốn cỏ thiêng như trước đã giới thiệu. Và rất mong là mọi người sẽ tìm và đọc sách này. Cái chương này là chương chuyên viết về cái phán đoán, năng lực phán đoán. Trong cái quá trình vừa phải di chuyển, vừa phải vẫn phải tiếp tục viết cái sách để dành cho Subhaja kia thì đã có một căn bệnh rất là kinh khủng đã xảy ra đối với thầy Hồn Sao ạ? Thì cái căn bệnh này có cái tên gọi là cái lở loét có tính nhiệt đới, ung sa nhiệt đới, ung sa nhiệt đới, nói chung là nó bị lở loét. Thì khi bị cái căn bệnh này thì để tìm hiểu chính căn bệnh nó đã mắc vào con người mình thì thầy đã mượn quyển sách của ông Supervisor có liên quan tới căn bệnh này để đọc và thầy đã miêu tả căn bệnh như sau. Bản thân tôi sau này cũng tự tìm hiểu về căn bệnh này và tôi có mang theo một cái tài liệu của ông Chesterman, mọi người đây là quyển handbook sổ tay về những căn bệnh nhiệt đới của ông này. Trong đây nó ghi rất rõ cụ thể về căn bệnh này bằng tiếng Anh và có cả bản tiếng Pháp nữa. Và lúc đó tôi nghĩ rằng thầy Osawa đã đọc cả hai loại, cả tiếng Anh cả tiếng Pháp. Thì căn bệnh này nó dần nó ná ná giống như bệnh phong, bệnh hủi ở Việt Nam đó và những nó rất nguy hiểm, đặc biệt đối với những người mà có cơ thể yếu hay là những kiểu trẻ em, những người trẻ em hay những người có cơ thể yếu chắc chắn sẽ gặp phải căn bệnh này sẽ chết. Trước khi đến đây tôi đã cố gắng tìm kiếm những bức ảnh để miêu tả về căn bệnh này của thầy Osawa nhưng mà tôi chưa tìm gặp được và đã không thể mang đến để cho mọi người xem lần này và tôi hứa là lần sau thì có thể cũng sẽ mang lại cho mọi người xem. Tuy nhiên với những cái ghi chép của thầy Osawa thì nó được ghi rất cụ thể như sau.
gọi tính ở các vùng nhiệt đới rất hay thường gặp, và những người mà hay bị gặp nhất là những người lao động chân tay, đặc biệt là trẻ em. Thì cái nguyên nhân của căn bệnh này thì là nó là do cái con khuẩn gọi là khuẩn xoắn hay là khuẩn que, chúng ta rất thường hay gặp phải mỗi lần chúng ta bị viêm vòng họng. Và do nó là do kết hợp của hai cái loại vi khuẩn này với nhau, và nó thường là nó ẩn, những con vi khuẩn này nó ẩn trong những cái vết thương của những con bọ chét, mà bọ chét rất là nhỏ, thường nó rất hay trong cuộc sống, rất hay có thể là rơi trong cơ thể của chúng ta. Nó thường phát tác sinh đầu tiên ở các kẽ tay, ngón tay, ngón chân. Tuy nhiên sau đó nó có thể phát tác ra toàn bộ cơ thể. Đầu tiên thì cái dấu hiệu đầu tiên chỉ là những mụn nước, rất là nhỏ. Sau đó dần dần nó to dần và sâu dần, và thậm chí đến khi nó còn vẫn lúc mà sâu đến mức mà chúng ta thể nhìn thẳng xuống tận đấy, tổ chức của cái da thịt của mình bên trong. Sau đó thì cái bên xung quanh cái vết thương này nó sẽ cái da xung quanh cái vết thương đó nó sẽ dần dần nó cứng lên, nó phồng lên, nó rộp lên và gây ra một cảm giác vô cùng đau đớn. Và sau một vài ngày thì toàn bộ cái cơ cấu tổ chức của các vết thương đó nó sẽ chết đi, và nó gây ra một cái vết thủng rất lớn ở trên da. Và lúc này thì cái sự đau đớn lại càng thêm trầm trọng. Và rồi lại thêm một lớp lở mép nữa, cũng sang nó lại thêm, lại tiếp tục nó lại phát triển thêm ở trong cái vết thương đấy. Và cái độ rộng của nó, diện tích bề mặt của nó được khoảng 20 cm vuông. Nếu mà gấp theo kiểu trượt sách này nó khoảng to tầm cỡ này. Vô cùng là đau đớn. Đặc biệt là cái phần khớp nó sẽ bị rời ra, giống như là rời khớp ra. Và giai đoạn tiếp theo thì người bệnh sẽ có thể gặp phải những chứng như là thiếu máu, không còn cảm giác muốn ăn uống, mệt mỏi, không thể ngủ được. Và nếu mà những người nào người trẻ hoặc là những người có thể yếu thì thường có nhiều khả năng sẽ bị tử vong. Hay tóm lại còn có một cách nói khác đối với căn bệnh này, đó là nhiễm trùng máu. Bản thân tôi thì lúc tầm khoảng 13 tuổi tôi cũng đã bị cái căn bệnh nhiễm trùng máu này. Tất nhiên cái nguyên nhân của căn bệnh của tôi thì nó khác. Thế nhưng đây là một căn bệnh vô cùng kinh khủng. Thì cái di chứng của căn bệnh này nó để lại thì thường là toàn bộ cái khớp gần như là không còn cái khả năng hoạt động nữa rồi, gần như nó cứng sơ cứng lại hết rồi, và gần như là cả đời không còn khả năng lao động. Phương pháp trị liệu của phương Đông đối với căn bệnh này thì thường họ sẽ làm tê toàn thân, sau đó là thôi sẽ cạo hết của tất cả cái mụn, cái lở hết ở trên cơ thể đi. Và sau đó thì sẽ phải tiếp tục là sử dụng một cái loại thuốc chống độc, đó là axit sulfuric, và axit sulfuric để mà băng bó toàn bộ những cái chỗ vết thương đó lại. Lúc đó thì ở cái bệnh viện của ông Schweizer này thì đã có rất nhiều những
cái người dân da đen bị căn bệnh này, và với phương pháp trị liệu đó thì họ phải băng bó trắng gần như là khắp người và cứ đi lại lại và làm việc. Có một cách nhìn nhận khác là không phải ông Schweizer này ông ấy đang chữa bệnh nữa, mà là ông ấy đang tạo ra một lớp người hoàn toàn không khả năng lao động. Khi tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao lại bị căn bệnh này thì thầy Osawa cho rằng chắc hẳn là do những cái con côn trùng, những vết cắn của con côn trùng ở cái khu vực này. Và lúc đó thì thầy Osawa với cái ý nghĩ là cũng muốn hòa nhập với cuộc sống rất là thiên nhiên hoang dã của người dân nơi đây, và cũng muốn thử cái cảm giác của cuộc sống thiên nhiên như nào, nên thầy cũng tham gia hoạt động lao động cùng với mọi người ở trong cái tình trạng của họ, ví dụ như là toàn đi chân đất để lao động mà thôi. Thì thực sự đây là một cái việc mà hoàn toàn không thể nghĩ được, không gần như không thể tưởng tượng được, bởi vì thầy vừa mới chỉ hoàn thành xong 61 ngày tuyệt thực mà đã đi chân đất và tham gia lao động cùng người dân ở đây. Điều đó quả thật là không thể tưởng tượng được. Thì lúc đó thì nhìn thấy thầy Hoshawa như vậy, tất cả mọi người từ ông hay Albizer lúc vào, tất cả mọi người cùng làm trong bệnh viện đó, y tá hay là những người cùng tham gia những hoạt động tình nguyện, thì họ rất ngạc nhiên, bởi vì bình thường để hoạt động được thì họ không thể nào đi chân trần được, họ đi những đôi tất rất dày, rồi đi cả những cái đôi bùng đôi dày rất là mềm. Và thầy Osawa thì hồi đó cũng là đang rất là bận rộn, cho nên để mà làm cho cơ thể mình nó thoải mái, cảm thấy thoải mái đỡ bị vướng víu, thì thầy đã tự mình cắt những móng tay móng chân dài của mình ra, tức là cái móng tay móng chân đã tự mình ngồi cắt hết móng chân đi. Để cắt sâu hơn so với người có một chút mỗi móng chân móng chân khoảng 1 mm, cắt sâu hơn cả trăm. その足で桜沢先生の健康の、えっと第6部のところで全てが済まうと桜沢先生はもう掃除とにかく掃除をしますので、裏の道具があんまりにも重いしたので、その中裸足で入って掃除をしちゃったと。Và khi cắt để làm cho cái chân mình nó sạch sẽ như thế xong, thế vẫn để chân như vậy, để chân không như vậy đi làm vệ sinh dọn dẹp ở trong đó, trong đó khu nhà đằng sau nhà có một tí rãnh, tức là bẩn, thầy cứ thế thầy bước xuống mà thầy dọn dẹp. Rất như vậy rất là khó khăn đúng không ạ? Thì do cái việc mà làm việc trong điều kiện như thế mà cái ngón út của thầy nó đã bị sưng tấy lên gần như là bằng ngón cái, và bị mưng mủ thậm chí, và nó bị thâm tím gần như là nhìn thấy màu tím ở ngón chân này. Lima先生がやはりお手当てをすると痛みが余計に増えます。Lúc đó thầy Lima cũng đã sử dụng phương pháp trị liệu cho thầy Osawa, tuy nhiên cái vết cơn đau không giảm đi mà còn tăng thêm. Và vì đau quá nên thầy đã nhờ yêu cầu thầy Lima là hãy nhúng toàn bộ chân tôi vào trong nước đi, cho nó đỡ đau. Thế nhưng mà thầy Lima thì là có cái khả năng suy đoán rất là tốt, cho nên thầy đã không nhúng toàn bộ chân vào trong nước, mà thầy đã dùng cái denshi trộn với nước và băng bó cái ngón chân bằng cái phương pháp này. Và rất là diệu kỳ, ngay lập tức cái cơn đau nó bị tan biến và thầy Osawa cứ thế ngủ thiếp đi. Đến khi tầm sáng 5 giờ sáng hôm sau tỉnh dậy thì hoàn toàn không cảm thấy đau đớn gì nữa. Thầy cảm ơn ông thần Denshi đã chữa bệnh cho mình, nên là ngay sau đó thầy bắt tiếp tục bắt tay vào viết quyển sách luôn.
だけどそれが本当は熱帯性潰瘍の始まりだったんですね。thế nhưng thực tế đó không phải là căn bệnh đã được chữa khỏi mà đấy mới chỉ là giai đoạn bắt đầu của căn bệnh kinh khủng này. 桜田先生は本当にせっかちなので今度は水が thì vốn là một người rất là không chịu nổi những cái những bẩn hay là những cái gì đó trong cơ thể mình, nên là một thầy đã tự mình lấy kim châm hết những cái nhọt nước ở trên cái cơ thể mình. Và như thế là cái nước nó lại trào lên. Vì lúc đó là ngày 14 tháng 1 trong cái lịch hồi đó là ngày sinh của ông Supervisor này, và thầy đã miệt mài ngồi viết sách, đánh máy chữ để làm sao có thể ra cho ra được một cuốn sách trước cái ngày sinh nhật của ông này. Cái căn bệnh này nó tiếp tục phát triển, cái chỗ những cái mụn nước đó nó phát triển lên mà không phải là mụn nước nữa mà thành mụn mủ. Thì đây là cái điểm mới của căn bệnh này mà thầy phát hiện ra. Và khi nhìn thấy có mủ như vậy thì thầy làm gì? Thầy đã lấy toàn bộ lấy muối để sát vào. Thì theo mọi người đã biết rồi, khi mà mình bị vết thương hở như thế mà có mủ mình mà sát muối vào thì nó như thế nào? Mặc dù là vẫn rất đau đớn do cái phương pháp dùng muối để sát vào vết thương đấy, thế nhưng mà thầy vẫn cố gắng miệt mài và đã làm kịp cái cuốn sách trước ngày sinh nhật của ông kia. Và sau đó thì vì bản thân thầy khi đến bệnh viện này, thầy đã rất nổi tiếng vì chữa bệnh rất nhiều người, cho nên là có rất nhiều người ở các cái bộ lạc khác nhau của người thổ dân ở đây đến để nghe thầy giảng đạo cũng như là được thầy chữa bệnh cho. Và đồng thời thầy đã bắt đầu cái lớp học gọi là A New School ở trong thời gian này. Những người mà đến để gặp thầy để nói chuyện, để xin ý kiến thì có những người thậm chí để họ ra đi với những chặng đường rất là xa, 70-80 cây bằng cano đi qua cái dòng suối đến để nói chuyện với thầy. Thì thầy vẫn rất là vui vẻ tiếp đón của họ, nhưng thầy vẫn không quên là che cái chân, giấu cái chân của mình đi. Đến đây thì có một đoạn hội thoại giữa những tự thầy Osawa và những người thổ dân ở đây rất thú vị, tôi muốn mọi người cùng nghe. Thầy nói mọi người, các bạn hãy thử nhìn những cái con cừu ở trên núi kia mà xem, nó có bị bao giờ bị bệnh đâu, hay là những con hổ, hay là con lợn rừng, hay con voi chẳng hạn, nó có bao giờ bị bệnh hay là phải uống thuốc như các bạn đâu, mà cũng chẳng bao giờ phải đi mổ hay phẫu thuật cả. Vậy chúng chẳng bao giờ bị bệnh cả. Tại sao vậy? Thầy hỏi tại sao vậy? Chúng tôi không biết. Chúng tôi là những người dân da đen kém hiểu biết, chúng tôi không biết gì cả. 30-40年前にはここに砂糖がなかったでしょ。そして病人も少なかったでしょ。 Thầy trả lời vừa hỏi và trả lời. Cách đây 40 năm thì ở vùng này có đường đúng không? Và rồi thời điểm đó cách đây 40 năm rồi cũng chẳng có ai bị bệnh đúng không? Người ta trả lời, và đúng vậy, hoàn toàn không có ai bị bệnh cả. Tổ tiên của chúng tôi đều rất khỏe mạnh. Thầy lại hỏi, thì những con voi hay con hổ đó, nó có bao giờ ăn đường không? Ăn cây mía không? Và những cái con chim, các bạn, những con chim nhỏ nữa, nó có bao giờ ăn đường hay là ăn mía không? Chúng tôi đã hiểu rồi. Những thứ mà người da trắng mang lại cho chúng tôi quả thật là những thứ tồi tệ. Nào là đường, hay là sô cô la, hay là rượu nho. Trong số những tính người thổ dân hồi đấy đã có một vài tiếng chửi rủa vang lên nhằm vào những người da trắng. Và trong đó thì có một người đã nói như thế này. Schweitzer博士は悪い人です. 何百人の人が病人
病院で毎年殺されます。手や足を切られる者も数百人あります。あの人が砂糖を輸入してみんなに練り乳を勧めたのです。それに汚い海や血だらけのものを川へ。trong đây là đây sau đây là cái câu một câu nói của một trong những người nói lên để nguyền rủa những người đã chết. Ông Schulweiser, là tiến sĩ Schulweiser là một người tồi. Ông đã năm nào ông đã giết rất nhiều người ở trong cái bệnh viện này. Ông đã còn khiến cho bao nhiêu người bị đau tay, đau chân, đứt tay, đứt chân. Ông đã nhập khẩu đường vào vùng đất chúng tôi, rồi khuyên chúng tôi là tạo ra sữa đặc. Hơn nữa, ông còn thải ra những cái dòng sông tinh thiêng của chúng tôi, toàn những cái cặn bã nào là máu, nào là mủ, vân vân, và đã làm ô nhiễm toàn bộ những cái dòng sông linh thiêng của đất nước chúng tôi bằng những cái thứ vi khuẩn chết người này. Và ông Schulweiser, ông này là chính là kẻ thù của chúng tôi. Và chính cho ông mà đã có rất nhiều hàng trăm hàng nghìn người dân của chúng tôi đã bị thiệt mạng. Và tiếp theo là câu lời suy nghĩ của thầy Osawa. Tôi không hiểu mối hận thù giữa những người da đen và những người da trắng nó sâu đến mức nào.